Thưa quý vị, vùng trồng bưởi Đại Minh ở xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái được mệnh danh là bưởi tiếng vua, mỗi năm mang về hàng chục tỷ đồng cho người dân địa phương. Sau đợt mưa lũ do ảnh hưởng của hoàng lưu bão số 3, hơn 100 hecta trồng bưởi của người dân bị ngập úng thiệt hại, trong đó gần 50 hecta thiệt hại hoàn toàn, nhiều gia đình mất trắng gia sản chỉ trong một đêm. Xã Đại Minh hiện có gần 500 ha bưởi, tuổi đời cây từ vài năm đến 60, 70 năm tuổi, có cây đến 200 năm tuổi, bình quân mỗi năm mang về cho người dân khoảng trên 50 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của bão số 3, gần 100 ha bưởi ở các thôn Khả Lĩnh, Minh Thân, Cầu Mơ bị thiệt hại. Hiện số diện tích bị ngập cây đang rụng lá, rụng quả và chết hàng loạt, nhiều hộ mất trắng vụ quả và chết cả cây. Bà Phạm Thị Yên ở thôn Minh Thân vừa khóc vừa nói, giờ gia đình trắng tay rồi. Chồng thì đang ung thư giai đoạn 4, nhà giờ không còn gì cả. Chỉ trong chờ hơn 100 gốc bưởi với 4 sao ruộng, nhưng đều chết trắng hết, không thể cứu vãn. Vì trồng bưởi thay thế diện tích cây bị chết sẽ mất rất nhiều kinh phí và thời gian. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp. Đối với diện tích bưởi có thể cứu được, cơ quan chức năng sẽ áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc để phục hồi. Đối với diện tích cây bị chết, sẽ chặt bỏ và nghiên cứu chuyển sang các loài cây trồng khác.